Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này lãnh thọ niềm vui nhiệm màu của tất cả đằng trì, thì như vậy gọi là tam ma địa diệu lạc. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa điển đăng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chiếu các đằng trì như ánh sáng điện chớp, thì như vậy gọi là tam ma địa điển đăng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô tận? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này dẫn phát khởi công đức vô tận của các đằng trì mà chẳng thấy tướng tận chẳng tận của nó, thì như vậy gọi là tam ma địa vô tận. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tối thắng chẳng tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này vượt lên trên tướng các định như cờ tối thắng, thì như vậy gọi là tam ma địa tối thắng chẳng tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa đế tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì chứng đắc tướng tự tại, thì như vậy gọi là tam ma địa đế tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa thuận minh chánh lưu? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với dòng định tưởng sáng suốt chân chánh hoàn toàn tùy thuận, thì như vậy gọi là tam ma địa thuận minh chánh lưu. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa cụ oai quang? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đằng trì riêng nó oai quang tràn đầy, thì như vậy gọi là tam ma địa cụ oai quang. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa ly tận? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này thấy các đằng trì tất cả đều vô tận mà chẳng thấy tướng của một mảy may pháp nào có tận hoặc chẳng tận, thì như vậy gọi là tam ma địa ly tận. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa bất khả động chuyển? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến các đằng trì không động, không trước, không thú chuyển, không hí luận, thì như vậy gọi là tam ma địa bất khả động chuyển. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tịch tịnh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đằng trì đều thấy tịch tịnh, thì như vậy gọi là tam ma địa tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô hà khích? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến các đằng trì quán chiếu không kẽ hở, thì như vậy gọi là tam ma địa vô hà khích. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhật đăng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các môn định phát ra ánh sáng chiếu khắp, thì như vậy gọi là tam ma địa nhật đăng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tịnh nguyệt? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đằng trì phá tan bóng tối như mặt trăng, thì như vậy gọi là tam ma địa tịnh nguyệt. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tịnh nhãn? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng khiến cho năm loại mắt đều được thanh tịnh, thì như vậy gọi là tam ma địa tịnh nhãn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tịnh quang? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì được bốn vô ngại cũng khiến các định ấy đều có thể phát khởi, thì như vậy gọi là tam ma địa tịnh quang. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nguyệt đăng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này diệt trừ sự ngu si tâm tối của các hữu tình như mặt trăng chiếu sáng, thì như vậy gọi là tam ma địa nguyệt đăng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa phát minh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến các môn định phát ánh sáng chiếu khắp, thì như vậy gọi là tam ma địa phát minh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa ưng tác bất ưng tác? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này biết tất cả đẳng trì nên thực hiện không